Xin chào mọi người, hôm nay chia sẻ cho mọi người một món đồ uống rất là mát mẻ cho mùa hè này. Đây chính là nước chanh leo mix xoài. Nguyên liệu gồm có 4 quả chanh leo và 1 quả xoài. Mọi người cùng xem hết video để tham khảo món này nhé.